Chào bạn, tôi Lương Chuyên đây ạ. Chúc mừng tất cả bạn đến bài học tiếp theo của học lập tiến độ thi công xây dựng miễn phí với Lương Chuyên tại website tiến độ thi công.com. Nếu anh em nào chưa nhận được các cái bài học miễn phí thì các bạn có thể vào website này và điền vào đây thì tôi sẽ gửi qua email cho bạn. Ok, ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn, đó là chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần là sơ đồ mạng. Đấy, cái cách thể hiện từ cái sơ đồ gì ạ? Sơ đồ ngang sang sơ đồ mạng như thế nào. Rồi, đầu tiên là chúng ta sẽ vào mục số 1, là mục quan sát sơ đồ mạng. Thì bạn kích vào menu view, mọi người kích vào phần network diagram cho tôi này. Đó, thì cái sơ đồ mạng nó sẽ được hiện ra như thế này. Đấy ạ. Đó, công tác của tôi là lối tiếp nên nó sẽ lối tiếp như này. À, ở đây nó sẽ có một cái mục là mục phần móng là gì ạ? Đấy, là cái đây mọi người bỏ cái diagram, chúng ta về gắn chat này, về sơ đồ ngang này. Mọi người nhìn cái phần móng là phần chung của chúng ta này. Đấy ạ. À, chúng ta thu nhỏ lại được này, đúng không ạ? Đó, đấy ạ, thì nó cũng thể hiện ở đây. Là view này, network diagram. Đấy, còn các cái phần công việc nó sẽ thể hiện màu đỏ. Còn nó lối với mũi tên như nhau này, còn đây là thể hiện là màu xanh. Rồi thì bây giờ chúng ta không thấy cái hình ô vuông này nó nhàm chán quá thì làm nào để thay đổi bằng hình khác đẹp hơn không hả anh? Đấy, thì trước khi mà thay đổi hình dáng thì tôi cũng xin giới thiệu qua anh em các cái cách đọc của đây. Đầu tiên là cái công tác, tên công tác nó được ghi trên là ở trên này, là đào đất bằng máy này hoặc là sửa móng bằng thủ công này, được chưa? Còn cái mục start là gì ạ? Ngày bắt đầu của công tác, ví dụ như công tác là ngày bắt đầu từ 28/9/2017. Đấy, đây chúng ta nhìn thấy cái mũi số 1 không? Mọi người kích đu vào đây này, mọi người nhìn thấy luôn này. Đấy, 17 này, 2017. Thì tí nữa tôi sẽ dẫn anh em chỉnh cái thể hiện này như thế nào. Được chưa? Rồi, cái mục thứ hai là mục finish, đó là gì ạ? Là cái ngày kết thúc của công tác, ngày 29/9/2017. Được chưa? Cái ID là gì ạ? Là số thứ tự công tác đấy, công tác thứ nhất, công tác thứ hai, công tác thứ ba, được chưa? Nối tiếp nhau này. Còn mục đua này, DUR này, có nghĩa là gì ạ? Là cái thời gian hoàn thành công tác này. Đấy, từ 28/9/29 là thời gian hoàn thành công tác này trong 2 ngày, được chưa? Còn RES là gì ạ? Là tài nguyên sử dụng. Đây, cái công tác đào đất bằng máy nhân công 5 người. À, 5 nhân công được chưa? À, có bao nhiêu tài nguyên thì nó sẽ ghi hết ở dưới này. Được chưa? Rồi thì đấy, anh em đã biết cái cách đọc rồi. Thì bây giờ chúng ta hiệu chỉnh cái cách thể hiện cái sơ đồ mạng, hay gọi là cách thể hiện cái loop. Đừng ở đây. Mỗi cái này người ta gọi là một loop trong sơ đồ mạng. Thì cách thể hiện nó không muốn hình vuông, một hình khác đi. Tôi không muốn kiểu chữ này, tôi không muốn kiểu ký hiệu này. Đấy, muốn kiểu khác cơ thì làm nào. Rồi rất đơn giản thôi, thì bạn kích vào menu format cho tôi, bạn kích vào box style. Đấy, thì ở cái mục là style setting for này này thì nó sẽ thể hiện tất cả các cái kiểu loop sơ đồ mạng. Đấy. Đây, bạn nhìn thấy chưa? Thì mỗi một cái kiểu tương ứng này thì nó sẽ có những thiết lập ở bên dưới này nó thay đổi theo. Đó, bạn nhìn thấy chưa? Đó. Ok. Thì mọi người muốn thay đổi kiểu nào thì mọi người kích vào kiểu đó, sau đó thay đổi các cái thông số dưới đây. Thì tôi giải thích qua một số cái thông số dưới đây. Thứ nhất đó là cái mục là set highlight filter style, là gì? Có nghĩa là tô màu cho loop. Kích vào đây này thì mọi người nhìn thấy chưa? Nó có chế độ là tô màu cho loop, chúng ta có thể chọn màu ở phần color ở đây. Được chưa? Còn không thì chúng ta bỏ đi. Đó. Được chưa? Tiếp theo là show data from task ID, tức là số thứ tự của công tác. Chúng ta có thể điền số thứ tự của công tác vào đây. Ok. Tiếp đến đó là cái mục gì ạ? Cái mục là data template. Data template tức là gì ạ? Là cái dữ liệu mẫu. Đấy, cho cái kiểu loop đó. Đó thì chúng ta có thể thay đổi các cái dữ liệu đây này. Ví dụ như đầu tiên là chúng ta chọn cái kiểu là dữ liệu là intersection project. Đấy, thì nó sẽ có ngày tháng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc của cái công tác đó, đúng không ạ? Đấy, sau đó là cái nguồn lực, ID, thời gian hoàn thành. Đấy, hoặc chúng ta chọn kiểu khác là kiểu là code hay kiểu giá, thì đây nó có tổng giá này. Đấy, giá thực tế này, giá cố định này, giá cơ sở này, được chưa? Rồi, và còn lại là bao nhiêu này. Ok. Đó, thì phần này tôi giải thích rất rõ rồi. Đấy, thì mỗi một kiểu nó lại có một cái thông số đặc thù riêng, thì bạn thích chọn kiểu nào thôi. Earn value này, summary này, đấy, kiểu tổng quát này, work này, thấy chưa? Đấy, thì tùy từng mục đích của anh em chọn những kiểu nào cho nó phù hợp. Rồi, tiếp đến đó là cái mục border. Thì đây là cái hình dáng của cái nút đấy. Ví dụ như chúng ta không chọn hình bình hành, chúng ta chọn là cái hình thang như này chẳng hạn. Đó. Thì anh em có thể thay đổi ở đây. Được chưa? Cho cái nút này. Rồi, tiếp theo là color, cái màu viền này này, bạn có thể thay đổi cái màu viền đây. Width là cái nét cho đậm lên này, cái nét ngoài viền này, hay là nhạt đi thì tùy anh em. Được chưa? Rồi, ở đây có mục show horizon grid, tức là bạn tích vào đây thì nó sẽ chỉ các cái đường lưới màu ngang. Đấy, vừa rồi tôi tắt mất rồi đấy, các cái đường lưới màu ngang này này. Đấy, nó bị chậm đấy. Đấy anh nhá, stick vào đây thì nó phải hiện các cái đường lưới màu ngang. Show vertical grid line, tức là sẽ hiện các cái đường lưới thẳng đứng nếu mà chúng ta có nhiều mục hơn nữa.
được chưa? Rồi đấy mọi người nhìn thấy các cái đường lưới thẳng đứng ngay chưa, thì tùy anh em có kích vào hay không. Rồi cái mục color là cái màu tô bên trong thì bạn phải tích vào cái set highlight thì phải có cái màu tô ở bên lên ở bên trong, còn không thì chúng ta bỏ đi. Bỏ đi thì cái chế độ color này không không hiện ra. Pattern là mẫu tô đấy, kiểu đặc hay là cái kiểu hách hách như thế này đấy, hay là cái kiểu gạch gạch như thế này thì tùy anh em làm sao chọn cho nó phù hợp là được. Được chưa? À, thôi chúng ta ấn OK thôi. Đấy thì đấy là cái cách mà chúng ta thay đổi hay gọi là chúng ta hiệu chỉnh cái nút của sơ đồ mạng, nhớ nhá. OK. Đấy thì vừa rồi chúng ta hiệu chỉnh cái kiểu thôi, hiệu chỉnh cái kiểu ở trong này. Đấy, con đây vừa rồi chúng ta hiệu chỉnh OK xong phát là nó lưu luôn cái thay đổi này. Đấy còn cái cách mà đưa cái kiểu đó vào trong cái sơ đồ mạng này như thế nào thì tí nữa tôi sẽ hướng dẫn. Vừa rồi tôi hướng dẫn anh em là hiệu chỉnh cái kiểu của nó, được chưa? Rồi thì bây giờ có một số anh em này hỏi tôi là thế anh ơi thì có cái cách nào để tạo mẫu nút, em muốn tạo ra một cái mẫu nút cho sơ đồ mạng theo ý riêng ý của em thì em làm như nào? Thì các bạn lại kích vào một format, bạn lại kích vào box style giúp tôi, được chưa? Thì bạn kích vào phần more template này, à, bạn kích vào mục new cho tôi này để chúng ta tạo một cái công tác mới. Ở đây tôi giải thích qua cho anh em một số cái nút ở đây. New là chúng ta tạo một cái công tác mới. Nút copy là gì? Chúng ta copy từ một cái nút có sẵn trước đó. Ở đây nó có rất là nhiều các cái dữ liệu của cái nút có sẵn trước đó thì chúng ta có thể copy, được chưa? Còn mục edit là chúng ta edit cái dữ liệu của cái nút sẵn có, được chưa? Tiếp theo là import, là chúng ta lấy nút công tác từ một cái dự án chúng ta nhập vào đây. Ví dụ ở một cái dự án khác chúng ta thiết lập rồi thì chúng ta có thể import nó vào đây. Mục delete là xóa cái nút công tác mà chúng ta muốn, có thể xóa công tác nút công tác nào đó chúng ta đã tạo ra hoặc là mặc định ở đây thì chúng ta có thể xóa, ấn delete. Bây giờ tạo một cái nút mới của tôi thì tôi ấn new, được chưa? Rồi tiếp vào đây thì chúng ta sẽ đặt tên template lên, tức là gì ạ? Chúng ta sẽ đặt tên cho cái nút này, giả sử là nút của tôi là tên là lương trailer chẳng hạn, ví dụ vậy, được chưa? Rồi show data from tab id, tức là gì ạ? Tức là chúng ta sẽ bắt đầu đánh ID từ số nào, từ người ta chúng ta điền số 1 nó bắt đầu đánh ID từ số 1 trở lên, được chưa? Rồi tiếp theo nữa ở dưới đây nó sẽ có mục là format cell, mọi người nhìn đây, mục format cell, được chưa? Nếu là định dạng cái nút này, chúng ta muốn định dạng hình dáng các cái dòng các cái chữ thì nó như thế nào? Rồi tiếp theo nữa là một mục là choose cell, tức là chọn trường, chọn các trường dữ liệu. Giả sử bây giờ tôi muốn chọn đây, xuống đây rất là nhiều trường dữ liệu này. Giả sử bây giờ tôi chọn trường dữ liệu như sau, đấy rất là nhiều nhá. Đấy, trường dữ liệu để cho anh em chọn, ví dụ phần trăm hoàn thành công việc này, tiếp theo nữa là giá thực tế này, ví dụ vậy. Rồi cost, giá thực tế, rồi cost. Tôi sẽ đưa một số dữ liệu này, duration này, thực hiện bao nhiêu ngày này, tôi có thể thêm ở bên này nữa này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ thêm là start ngày bắt đầu, đúng không ạ? S. Tôi tìm một start của tôi. Chữ S giúp tôi tìm chữ S đây. Start ngày bắt đầu, finish ngày kết thúc, được chưa? Đó, tiếp đến các bạn chọn các cái mục mà theo bạn ý bạn muốn là được. Đấy, giả sử tôi chọn thêm một số nữa, ID đây đây, được chưa? DUR này, duration rồi đúng không? Đó, tôi thêm một số cái giá thực tế này, ví dụ như vậy. Đó thì bạn có thể điền các cái thông số nữa đây, làm sao cho nó phù hợp. Rồi tiếp theo kiểu font, kích vào font, tôi chọn kiểu là Times New Roman, kiểu font đây, cái chữ font này, những cái font này đây, bạn muốn font chữ như nào? À, in nghiêng in đậm ra sao, cỡ chữ bao nhiêu, giờ tôi cỡ chữ 10 thôi. OK, Times New Roman cỡ chữ 10. Rồi cái phần horizon align tức là căn lề theo hàng ngang, thì bạn muốn căn bên trái, căn giữa hay căn bên phải. Ở đây tôi căn bên trái này, như này nó đang nằm mép bên trái này. Rồi căn theo lề thẳng đứng ở trọng tâm, chọn center, được chưa? Rồi limit cell text cái là gì ạ? Là số dòng cho nút. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi để lên 3 dòng nhá. Đấy, thì mọi người nhìn thấy chưa? Đấy, thì cái khoảng cách các cái dòng này nó sẽ dày lên rất là nhiều. Chúng ta lên để là một dòng thôi để cho nó đẹp. Rồi, show label in cell tức là gì ạ? Đấy, nếu mà chúng ta kích vào đây thì nó sẽ chỉ cái gì ạ? Cái label ở trong cái dòng đó. Đấy, cái nhãn label ở trong cái dòng đó. Tôi cứ tích vào đây nhá, thì tí nữa anh em sẽ hiểu này. Sau khi xong thì tôi ấn OK ở đây.
được chưa? Sau đó tôi ấn Close ở đây. Thì tôi sẽ có một cái nút mới là nút tên là lương trailer ở dưới là nó sẽ chưa xuất hiện ở đây đâu ạ. Mọi người nhìn thấy chưa? Nó sẽ không xuất hiện ở đây, không thấy chữ lương trailer của tôi đâu đúng không? Rồi, thế bây giờ nó sẽ xuất hiện ở đâu? Đó, mọi người kích vào đây này. Rồi, nhìn thấy chữ lương trailer ở đây chưa? Đó, nó xuất hiện trong cái mục dữ liệu ở đây. Đó, được chưa? Ok, bây giờ tôi giả sử tôi lấy một cái nút bất kỳ đi. Nút bất kỳ đi. Mục cycle chẳng hạn, tôi kích vào đây, tôi chọn là dữ liệu của tôi đó là lương trainer ở đây. Đó. Được chưa? Thì tôi nó thay đổi nha, bây giờ tôi thay đổi kiểu tiếp. Đấy là đây là chúng ta đang tạo là gì? Tạo trường dữ liệu mà. Chúng ta có thể ấn more ở đây, chúng ta xem lại kiểu lương trainer chúng ta edit ở đây để chúng ta sửa lại cái trường dữ liệu của chúng ta. Đó. Đấy, mọi người cell layout tức là cái gì? Đây là số cột và số dòng, là sử bây giờ ông muốn lên là 4 cột, kích đây số 4. Thêm một cái trường dữ liệu ứng ở đây. Nếu mà chúng ta điền vào đây. Sử là cái gì đây chẳng hạn, lấy một cái ví dụ bất kỳ đi. Đấy mọi người nhìn thấy chưa? Nó sẽ nhảy ra thêm một cái dòng, một cái cột ở đây nữa. Nếu mà chúng ta điền trường dữ liệu vào. Còn không thì thôi. Cell layout là sử tượng 3 thôi. Ok. Còn đây là số hàng. Ok rồi. Được chưa? Rồi ok. Cái lầu cho tôi. Đấy, tôi chọn là kiểu là hình thang này đi, được chưa? Cycle rồi. Rồi tôi thích là màu xanh này đi. Đậm nó lên. Được chưa? Rồi trong này cũng để là màu xanh này đi. Không thích thì tôi để màu khác, màu vàng này chẳng hạn này. Rồi kiểu pastel là kiểu này chẳng hạn này. Được chưa? Còn ok đây. Đấy thì mọi người nhìn thấy nó thay đổi chưa? Đấy, thay đổi theo cái kiểu mà tôi vừa gắn. Được chưa? Rồi. Hoặc là mọi người có thể ví dụ như anh em lại hỏi tôi là thế có thay đổi được một kiểu trực tiếp ở đây không? Có thể chúng ta kích vào đây, chọn chế độ bóc ở đây. Đó, chúng ta có thể thay đổi cái ô này. Ô tròn như thế nào chẳng hạn. Ok đây. Đấy thì nó chỉ thay đổi mỗi cái kiểu ở đây thôi, còn các kiểu khác nó không thay đổi. Được chưa? Ok. Rồi. Thế anh em lại hỏi tôi là thế bây giờ em không muốn cái phần móng này, mọi người có thể kích vào chỗ dấu trừ ở phần móng em nó thu gọn lại. Tại vì trong cái phần móng thì nó có nhiều cái công tác con hơn ở trong này, nó nhô ra như này, được chưa? Còn nếu mà không muốn xuất hiện phần móng này thì nó có thể bỏ cái tích là Project Summary Tag ở đây đi. Đó, được chưa? Rồi tích lại. Hoặc là chữ Summary Tag ở đây thì nó cũng tắt, được chưa? Tùy anh em. Rồi, nếu chúng ta cứ muốn là thể hiện là mối quan hệ giữa các cái công tác này với nhau thì chúng ta có thể kích vào chữ là Link Label. Đấy, như đây là Finish là gì ạ? Kết thúc rồi mới bắt đầu đúng không ạ? Philip F, Philip S, được chưa? Đấy, cái này đều là công thức là kết thúc rồi mới bắt đầu thì nó là chữ FS hết. Còn nếu các bạn gắn là các cái mối quan hệ khác, bạn xem một cái phần video mối quan hệ thì tôi đã nói rất là rõ rồi, thì nó sẽ thể hiện bằng cái chữ cái viết tắt ở đây, được chưa? Rồi, nó không thích thì chúng ta bỏ link label ở đây đi. Đó, như vậy là tôi đã hướng dẫn cho anh em toàn bộ về cái phần thể hiện đấy, cái sơ đồ mạng khi mà chuyển từ sơ đồ ngang sang sơ đồ mạng và cái cách kiểm soát, cách chỉnh sửa nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở bài học tiếp theo.